Tôi đang đứng trước hàng Dương Quán ở quận 4. Phía bên tay trái là cái tòa nhà lá. Cái khu vực này là hàng Dương sử dụng để đãi buffet mỗi buổi tối hàng tuần vào khoảng chừng từ 5 giờ chiều cho tới 10 giờ đêm. Quý vị thấy khách rất là đông, khách ngồi ra tới ngoài luôn. Và đây ngay chính giữa là cái tòa nhà chính của hàng Dương Quán. Tòa nhà này bao gồm có sân thượng, 8 phòng VIP, cái đại sảnh. Đây khách đang ngồi ngay đây, đại sảnh, ngồi khu vực ngoài trời. Ở ngay ở dưới chính giữa, ở dưới cái quầy này với lại cái đại sảnh là cái phòng trà chứa được khoảng chừng 7-80 người. Rồi mấy bên tay phải nữa là thêm một tòa nhà nữa. Tòa nhà này bao gồm có 12 phòng VIP, trong đó có 2 phòng có thể chứa cho tới 7-80 người. Từ trước tới giờ tôi đi rất là nhiều quán rồi, từ lần đầu tiên tôi mới thấy được một cái quán lớn như vậy. Quán này có thể nói là quán một trong những quán lớn nhất tại thành phố Hồ Chí Minh. Có rất nhiều loại hải sản mà bây giờ tôi đang đi vô để giới thiệu cho quý vị đây. Quý vị thấy cái con gà này đó, tôi nghe nó nhìn nó giống như là con gà rất bình thường, nhưng mà nhìn kỹ thì không phải gà bình thường đâu. Con gà này là con gà đông tảo. Cái chân con gà này rất là lớn. Gà này người Việt Nam mình kêu là gà vua, gà tiếng vua. Hồi xưa vua chúa là ăn con gà này. Con gà này sống ở cái vùng Hưng Yên ở ngoài miền Bắc á. Gà này rất là mắc tiền, ăn thịt rất là ngon. Bên này có một con ở đây, cái chân con này còn bự hơn nữa. Gà đông tảo. Gà đông tảo. Bên này là hai con trăng. Tôi nghe nói là một con trăng cái, một con trăng đực mà hàng như quán nuôi kiển. Nghe nói là như con cái đang có đang. Rồi quý vị thấy bò ngổn ngển, đây là con đuông dừa nè. À cái con màu trắng trắng này đó. Cái con đuông dừa này một con có thể ăn chết một cây dừa, ăn nó vô mà rất là bổ. Con gì ạ? Con đuông dừa chị. Rồi vậy mấy con chút chút là con gì ạ? Dạ đúng rồi, đuông dừa luôn á chị. Trên đây là bạch tuộc, bạch cua. Hay món này mới là lạ đây, món này là bảo đảm có rất nhiều khách quý vị chưa bao giờ biết đến. Con này kêu là con cua hoàng đế. Cua hoàng đế này á, nghe hàng Dương, nghe mấy người làm ở hàng Dương nói là nhập từ bên Na Uy về. Con cua này nó sống ở vùng xứ lạnh. Cái hồ này á, nó sống cái nước này là cỡ chừng 5 độ C rờ vô y như là nước đá luôn. Một con cua như vậy từ 2-3 kg, thịt nhiều lắm. Một con cua như 6-7 người ăn là no luôn, làm 3-4 món. Nghe nói là có món tiết canh cua hoàng đế nữa. Tiết canh màu của tiết canh cua này nó màu trắng. Rồi nấu cháo, rang muối Hồng Kông. Còn cái con nhỏ hơn này là con cua Anh Quốc. Con cua này cũng sống vùng xứ lạnh luôn. Quý vị thấy con cua hoàng đế còn bự đấy, quý vị thấy nó ăn nhiều không? Ăn nhiều quá trời luôn. Con cua này cho nó rất là mắc tiền, vô cùng quý hiếm. Quý vị thấy cái miếng màu đỏ đây, cái miếng màu đỏ này là mình có thể lên máy vi tính mình bấm vào là biết được con cua này được đánh bắt ở vùng biển nào và đã được rộng lại ở đâu và đã được chuyển máy bay bằng đường gì. Nói chung là lịch sử của con cua này quý vị lên quý vị bấm ra có thể biết hết luôn. Theo như tôi biết hiện bây giờ chỉ duy nhất hàng Dương Quán mới có được con cua hoàng đế từ Na Uy này. Dưới đây thì mấy loài cá, có con nghêu đại, có cá mú đen, có cái con màu xanh xanh là cá mú sao xanh đó quý vị, con đó cũng thuộc dạng đặc sản đó. Qua bên đây à, có cái con màu xanh này là cá mó đi, con cá mó này thịt trắng như là thịt gà vậy, làm
món ăn sống của ta rất 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 là ngon. À, có con màu đỏ kia cũng còn mũ đỏ nữa. Bên này thì là tôm mũ ni. Tôm mũ ni là ở vùng Phan Thiết, ăn rất là ngon. So với tôm hùm thì rẻ hơn tôm hùm rất nhiều, nhưng mà thịt thì không có thua gì tôm hùm hết. Bên này là tôm tích. À, tôm tích này ngon lắm quý vị ơi. Cái này là thuộc đặc sản luôn đó. Ở dưới đây hình như có con cá trình về suối này bự lắm đây. Anh ơi, làm ơn tắt cái oxy cho em quay cái con cá trình này được không anh? Đây là mấy con cá trình ha, nhưng mà con này không có bự lắm. Cái loài cá trình này đó quý vị, là nó sống ở vùng suối. Nó là cá thiên nhiên, không bao giờ nuôi được con cá trình này. Mà quý vị nếu như mà đi Hồng Kông thì cá trình này là thuộc dạng đặc sản của các loài đặc sản ở tại Hồng Kông luôn. Thịt ăn dai ngon lắm đây, cái con cá trình này bự lắm, con cá trình mày cầu 10 kg á. Còn cái con màu đen đen, quý vị thấy cái con dài á là con cá trình bự, còn cái con màu đen đen này á người ta kêu là con cá hô. Con cá hô này á là vua của các loài cá ở tại dòng sông Mekong mình. Đó là tôi kêu là ông cá hô đó quý vị. Lâu lâu có thể đánh bắt được một con lên tới cả 100 kg luôn. Cá này là rất là quý hiếm rồi, cũng gần như là không còn nữa. Còn cái con dài dài này lại có cái con cá tầm này. Cá tầm này ăn không có xương, toàn là sụn không, ăn rất là ngon. Bên này thì là tôm cà. Tôi thích nhất là cái con cá mó này, thì con cá mó này ngon lắm quý vị ơi, thịt trắng như thịt gà vậy.